Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái nền tảng Layer 3. Thì hướng dẫn mọi người đó là Clam XP với lại là Mint những cái NFT QB để tham gia vào cái Unwrap Session 2 của cái nền tảng Layer 3 này. Thì nền tảng Layer 3 là một cái nền tảng nó hướng dẫn anh em đó là tương tác on-chain với nhiều đề app khác nhau và trên nhiều mạng lưới khác nhau nha các bạn. Thì đối với cái nền tảng Layer 3 này thì quá là quen thuộc với anh em rồi. Đó, trước đây mình làm rất là nhiều video về cái nền tảng Layer 3 rồi. Thì về cái token của họ thì hiện tại thì Unwrap Session 1 thì họ đã snapshot rồi nha. Thì trước đó bạn nào mà có tham gia làm những cái nhiệm vụ mà có điểm XP á với lại là min những cái NFT QB á thì chúng ta sẽ đợi Clam Unwrap Session 1 thôi nha. Thì con Layer 3 thì nó có tên mã token đó là L3. Thì tổng cung của con này đó là 300 triệu token nha. Thì nó sẽ dành đó là 51% tổng nguồn cung thì dành cho Unwrap nha. Đấy. Thì ở Session 1 thì có Session 1 thì có là 15 triệu token nó sẽ dành ra cho Session 1 nha. Ok, thì với lại là cái video này mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là connect cái nền tảng Layer 3 với lại là cái tài khoản là Wildcard cho các bạn luôn. Ok, thì đầu tiên thì các bạn vào lại cái nền tảng Layer 3 nha, app.layer 3 này, rồi các bạn connect lại cái ví MetaMask của các bạn thôi. Connect rồi các bạn xin ký nha. Nói chung trước đó anh em nào mà có min nhiều QB hay với lại là kiếm điểm XP nhiều á, làm nhiều quét á, thì anh em sẽ nhận được nhiều ở session 1 thôi. Ok, thì để kiểm tra đó là unwrap session 1 á, thì các bạn sau khi các bạn connect xong á thì các bạn có thể là chọn qua cái mục reward này nha. Thì trong cái mục reward này các bạn nhấn vào chỗ là unwrap 1 này, session 1 này. Đấy, thì hiện tại nó đã snapshot rồi. Session 1 đã snapshot rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là chờ nó ra, chờ nó lau chờ token rồi chúng ta claim thôi. Đó, thì ở trong session 1 này nó sẽ nó tổng hợp lại cho các bạn đó là zone ngày bao nhiêu với lại là kiếm là các bạn hoàn thành bao nhiêu quét này, với lại là liver của các bạn này, với lại là những cái NFT QB mà các bạn đã làm nhiệm vụ mà các bạn đã min này, với là tổng XP của các bạn là có bao nhiêu này. Đó, nó sẽ tổng lại cho các bạn là ở session 1. Thì hiện tại nó cũng đang diễn ra cái session 2 nha. Thì ở session 2 thì nó cũng tương tự như là session 1 thôi. Các bạn có thể là làm nhiệm vụ để kiếm điểm XP này với lại là min những cái NFT QB đó nha. Ok, thì hiện tại nó có một nhiệm vụ đó là hôm trước bạn nào mà có tham gia vào cái Tyco testnet á, đăng ký chiến dịch là Trailblazer á, thì bây giờ các bạn có thể là vào lại nha. Các bạn vào cái lên nền tảng Layer 3 này rồi các bạn min thôi. Còn không, nếu mà không thì mình sẽ dẫn lại từng đường link cho các bạn luôn. Còn không thì ở trên nền tảng Layer 3 các bạn chỉ cần là search chữ Tyco thì nó sẽ ra thôi nha. Các bạn search chữ Tyco này, đó thì nó sẽ hiện ra là phần community này, thì các bạn nhấn vào chữ Tyco này thì các bạn sẽ thấy được cái nhiệm vụ đó là Tyco Trailblazer nha. Đấy, thì các bạn nhấn vào thôi, các bạn làm. Thì đối với cái nhiệm vụ này thì hôm trước chúng ta đã làm hết rồi nha. Thì hôm trước bạn nào mà có làm cái đăng ký Trailblazer xong rồi á thì bây giờ các bạn chỉ cần vào lại đây thôi, rồi các bạn nhấn vào nút net thôi nha. Đây nè, đó, các bạn nhấn vào nút net thôi. Tới cái bước thứ 4 này, tới cái bước thứ 4 thì nó sẽ yêu cầu đó là follow cái tài khoản Tyco trên cái nền tảng mạng xã hội đó là Wildcard. Thì Wildcard thì hôm trước mình có hướng dẫn mọi người đó là bỏ 300.000 ra, bỏ 100 mấy nghìn VND đấy, Việt Nam đồng ra để đăng ký Wildcard đó các bạn. Đây này,
120 130.000 đồng này trên năm này. Đó. Đây Whitecard đây. Nói chung thì đối với cái nhiệm vụ follow trên Whitecard này thì là nhiệm vụ tùy chọn nha. Bạn nào mà không có tài khoản Whitecard á thì các bạn tới cái bước này này thì các bạn có thể là nhấn vào nút skip, các bạn bỏ qua nha. Các bạn nhấn nút skip, các bạn bỏ qua thôi là xong. Còn bạn nào mà có tài khoản Whitecard á thì các bạn bây giờ các bạn để connect. Thì để connect thì các bạn vào profile này. Rồi các bạn chọn vào mục đó là My Profile trên nền tảng Layer 3. Thì trong một profile này các bạn chọn cho mình đó là Exit Profile. Đó, thì trong một Exit Profile này các bạn kéo xuống bên dưới một tí nha. Các bạn kéo xuống bên dưới một tí ở cái phần là Social Profile này, này. Thì các bạn connect với lại là Facaster này, đó, Whitecard á nha. Facaster là Whitecard đấy. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ connect thôi. Sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang đó là whitecard.com/layer3 nó như thế này nè. Đấy. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái bài viết như thế này. Đây này. Đây cái bài viết này nè. Đó. Thì trên cái whitecard này thì các bạn chỉ cần là follow thôi. Nha. Follow layer 3 này. Follow này. Sau khi các bạn follow xong thì ở cái bài viết này các bạn sẽ thấy được cái nút đó là nút start như thế này. Nha. Ở cái bài viết á. Ở dưới cái hình ảnh đó nó sẽ có cái nút start như thế này. Các bạn nhấn vào. Đấy, sau khi các bạn nhấn vào nút Start xong thì nó sẽ hiện ra cái thông tin của các bạn này, cái địa chỉ ví của các bạn này, đó, nha, đó rồi các bạn chỉ cần nhấn vào chữ đó là Verify thôi, đó, trên Whitecard các bạn nhấn vào chữ Verify này. À, cần phải follow các bạn lưu ý này. Thì để query được á thì các bạn cần phải follow layer 3 này. Đó, layer 3 các bạn follow này. Với lại là follow cái dự án đó là Aerodrome này. Đó, các bạn chỉ cần là di chuyển chuột vào cái icon Aerodrome này. Sau đó các bạn nhấn vào follow thôi. Đó, follow xong thì các bạn nhấn vào chữ verify này. Đó, như vậy là xong nha. Thì tiếp tục các bạn chỉ cần nhấn vào chữ continue thôi. Sau đó các bạn quay trở lại nền tảng Layer 3 này. Đợi mình tí nha. Các bạn lót lại thử xem nó đã connect hay chưa. Ok, được rồi nè các bạn nè. Nha, mình đã connect rồi nè. Đó. Ok, thì nói chung thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ connect thôi. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái bài viết trên cái nền tảng Whitecard như thế này. Đó, rồi các bạn nhấn chỉ cần là query thôi. Các bạn follow nè. Đó, follow xong rồi các bạn nhấn vào chữ verify. Đó, rồi các bạn quay trở lại nền tảng layer 3 các bạn lót lại web thôi. Thì nó sẽ hiện ra chữ là connect, là disconnect như thế này, là các bạn đã connect rồi đó nha. Đấy. Thì sau đó thì các bạn chỉ cần là quay trở lại cái nhiệm vụ đó thôi. Đây. Các bạn quay trở lại cái nhiệm vụ Tyco thôi. Đó, nhiệm vụ là follow Tyco trên Whitecard này này, các bạn nhấn vào chữ verify. Còn bạn nào mà không có tài khoản thì các bạn chỉ cần nhấn vào ấy thôi. Bạn nào mà không có tài khoản Whitecard á thì các bạn nhấn vào chữ skip, các bạn bỏ qua. Đấy. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ min Kobe nha, chúng ta sẽ min một cái NFT Kobe này. Đó. Thì min NFT Kobe này thì là ở trên là mạng lưới Optimism thì nó yêu cầu các bạn đó là chuyển sang mạng lưới Optimism, thì các bạn nhấn vào chuyển mạng này. Trên với MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Optimism rồi chúng ta min, thì min ở này cần là ít phí gas nha các bạn.
Đó. Sau khi các bạn chuyển xong thì các bạn nhấn vào chữ là Minkobi to claim. Thì mỗi lần min cái Kobe này thì phí đâu đó khoảng là 0,2 đô nha, cho một Kobe nha. Thì rất là nhiều cái NFT Kobe nha các bạn. Thì NFT Kobe thì tùy theo nó min được trên nhiều mạng lưới chứ không phải là một mạng lưới duy nhất đâu. Những nhiệm vụ nó sẽ có những cái NFT khác nhau. Phí là 0,3 đô nha các bạn. Đấy. Đấy, sau khi các bạn xác minh min xong á, thì các bạn đợi một tí để giao dịch nó xác nhận. Đấy, thì cái giao dịch nó xác nhận xong thì cái nhiệm vụ của các bạn nhấn vào Continue này. Đó, là xong thôi. Đó, các bạn nhìn nó phía bên Phoenix những cái nhiệm vụ này. Đó, tới cái bước Claim là chúng ta đã hoàn thành xong rồi nha. Thì nếu mà các bạn nhấn vào Continue thì nó sẽ nhảy qua những cái nhiệm vụ khác để cho các bạn làm đấy. Đó. Thì đó là về cái NFT nha, cái NFT của Tyco Trailblazer. Thì hôm trước bạn nào làm thì bây giờ các bạn vào min. Thì min cái Kobe này các bạn cứ min Kobe này để tiện đó là nhận XP với lại là Kobe luôn. Thì tiện để sang Unrock Season 2 luôn nha. Ok, tiếp theo đó thì các bạn tiếp tục đó là đi min những cái NFT Kobe. Nha, min những cái NFT Kobe thì để min NFT Kobe thì các bạn chỉ cần là search Kobe thôi. Các bạn search chữ Kobe ra thì nó sẽ ra những cái nhiệm vụ nha. Đây này, ở phần là ba collection này này thì các bạn nhấn vào là thờ Infinity Kobe Campaign này. Hiện tại nó có 11 quest. Đó, tương đương với lại là 11 Kobe. Đó, nó có những cái nhiệm vụ khác nhau nha, để cho anh em là làm và anh em min. Thì ngoài NFT Kobe ra thì các bạn sẽ nhận được thêm điểm XP. Đó, thì đối với là những cái đề app này như là đề app là Radiant thì các bạn chỉ cần nếu mà các bạn muốn làm nha, nếu mà các bạn muốn làm á, nói chung thì những cái NFT Kobe này các bạn vào những cái nhiệm vụ nào dễ thì các bạn làm thôi, còn những nhiệm vụ nào mà khó nó yêu cầu các bạn là bỏ tiền ra các bạn landing hay là deposit vào những cái nền tảng nào đó thì các bạn có thể là bỏ qua nha. Đấy, tương tự như là cái phần là Kobe của đề app là Radiant này thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là deposit token, bất kỳ token nào vào cái nền tảng landing là Radiant này trên mạng lưới Arbitrum này. Đó. Rồi sau đó thì sau khi deposit xong á thì các bạn sẽ được claim XP với lại là một cái NFT Kobe của Radiant. Đấy. Thì nói chung là đối với nhiệm vụ này nói chung thì nó không yêu cầu số lượng đâu các bạn nha. Nếu mà các bạn muốn làm, muốn các bạn muốn deposit mà các bạn muốn làm á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ Open Radiant này. Thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái nền tảng landing của Radiant. Đó. Thì trên nền tảng Radiant này thì các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới Arbitrum này. Đó, rồi các bạn connect ví này. Connect với lại cái ví browser wallet có nghĩa là ví MetaMask đấy. Cái chuyện các bạn connect mạng lưới Arbitrum thì trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum nha. Đó, bên Arbitrum này, cái logo của Arbitrum này. Thì ở đây thì nó yêu cầu các bạn đó là deposit bất kỳ những cái đồng nào, chẳng hạn như là ETH. Nếu mà các bạn đang có ETH sẵn ở trên mạng lưới Arbitrum á, thì ở phần market này, ở một market này này, các bạn kéo xuống bên dưới, chọn logo của Arbitrum này. Rồi sau đó các bạn chọn là ETH. Đó, sau đó thì các bạn deposit đó Ethereum này, ETH này. Bên mạng lưới Arbitrum chọn là deposit này. Thì về phần deposit thì các bạn muốn deposit bao nhiêu cũng được nha. Đấy. Rồi các bạn nhấn vào continue thôi. Đó. Rồi tiếp tục các bạn nhấn vào chữ là deposit nha. Nhấn vào chữ deposit này. Continue này, rồi các bạn xác nhận giao dịch thôi. Nói chung ở đây thì về những cái nhiệm vụ này là nó hướng dẫn các bạn đó là tương tác on-chain trên những cái đề app khác nhau thôi các bạn. Đấy, các bạn muốn làm thì có thể là làm nha. Tìm những cái nhiệm vụ nào mà dễ mà làm á, thì các bạn làm thôi. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho anh em nào muốn làm thôi, deposit thôi.
Ok, thì sau khi các bạn deposit xong á thì các bạn chỉ cần là quay trở lại cái nhiệm vụ thôi, các bạn nhấn vào chữ verify. Đấy, các bạn đợi một tí, các bạn nhấn vào verify thôi. Thì qua bước tiếp theo đó là min nha. Min copy. Đó. Bước cuối cùng đó là claim reward là nhận XP và lại là copy này. Các bạn nhấn chữ là min copy to claim thôi. Thì ở đây là min ở trên mạng lưới Arbitrum nha. Hiện tại bị lỗi đó nè. Thì các bạn lót lại thôi. Các bạn lót lại rồi các bạn nhấn vào nút min lại thôi. Đó. Copy này thì mỗi lượt min copy là cứ mỗi một NFT copy mà các bạn claim á, đó là phí khoảng là 0,3 đô nha. Phí phí 0,3 đô là phí của nền tảng nó lấy thôi. Hơi lắc một tí các bạn. Ok, các bạn đợi ví MetaMask nó mở ra thì các bạn xác thực giao dịch thôi. Phí 0,3 đô này. Đó, min xong thì nó sẽ tự động cộng XP cho các bạn thôi. Thì nó sẽ gửi cho các bạn về, nó sẽ về cái Kobe này, nó tự động gửi về ví cho các bạn thôi. Đó. Đấy là xong cái nhiệm vụ là Kobe Radiant. Đấy. Thì các bạn chỉ cần là nhấn vào quay trở lại thôi. Đó. Thì những nhiệm vụ nào mà hoàn thành xong thì nó sẽ tự động nhảy xuống dưới thôi nha. Còn như là nhiệm vụ coin này thì các bạn có thể là muốn làm thì các bạn có thể là nhấn vào. Thì ở đây thì đối với cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ làm ở trên mạng lưới Zcash nha. Thì đầu tiên thì cái nhiệm vụ, cái task đầu tiên là Bright to Zcash thì nó sẽ yêu cầu các bạn là trên cái ví của các bạn trên mạng lưới Zcash phải có trên đó là 0,005 ETH trên mạng lưới Zcash. Đấy. Thì những cái nhiệm vụ này nó yêu cầu các bạn là swap thôi. Đó, các bạn chuyển sang mạng Zcash Era nè. Đó, ví của bạn trên trên mạng lưới Zcash thì 0,005 là hoàn thành nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào continue thôi. Tiếp theo đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là swap một lệnh bất kỳ trên các sàn Deadcoin nha. Thì các bạn nhấn vào chữ là Open Coin này nè. Coin Finance. Đó. Thì trên cái nền tảng này thì các bạn muốn swap thì các bạn connect ví này. Connect vào là cái ví MetaMask của các bạn trên mạng lưới Zcash Era thôi. Đó. Sau đó thì các bạn chọn swap thôi, chọn token các bạn swap thôi, select này. Thì nếu mà các bạn đang có ETH sẵn thì các bạn chọn là ETH này. Sau đó các bạn có thể là swap sang đồng USDC nha. USDC là USDT rồi đó, tùy ý các bạn thôi. Đó, USDCI, đó, swap khoảng là các bạn swap số lượng bao nhiêu cũng được nha. Các bạn đợi một tí, đấy, rồi các bạn nhấn vào chữ swap này. Hơi lắc các bạn. Ok. Thì sau khi các bạn swap xong thì các bạn quay trở lại nhiệm vụ, các bạn nhấn vào chữ verify thôi. Các bạn đợi sau khi swap xong, các bạn đợi khoảng là 10 giây là nó xác nhận cho các bạn thôi. Đó, nhấn continue là xong. Tiếp theo đó là là Minkubi nha. Thì ở đây là Minkubi trên mạng lưới Zcash luôn. Đó, các bạn chỉ cần nhấn nút Minkubi thôi. Nếu mà các bạn min mà nó hiển thị bị lỗi như thế này nè thì các bạn chỉ cần lót lại quét thôi là được nha. Lót lại quét rồi các bạn nhấn vào chữ min lại thôi là được. Nhấn min nè. Đấy, rồi các bạn xác thực trả phí gas thôi, các bạn min. Đó là xong.
continue này. Thì tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo các bạn có thể là tiếp tục, các bạn có thể là quay trở lại, các bạn tìm những cái nhiệm vụ nào đó các bạn làm dễ thôi nhá. Như là nhiệm vụ trai duy này, NT Kobe của trai duy này thì nó yêu cầu trên Arbitrum, trên mạng lưới Arbitrum swap trên trai duy nhá. Thì đối với trai duy này thì các bạn có thể là nhấn vào chữ là open trai duy này, nó sẽ dẫn các bạn đến cái sàn desk trai duy, Trader Joe đó. Thì trên Trader, trên cái sàn Desk Trader Joe này thì các bạn có thể là chọn mạng lưới Arbitrum nha. Nó yêu cầu cho mạng lưới Arbitrum thì các bạn chọn là mạng lưới Arbitrum, rồi các bạn connect với MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Arbitrum thôi. Chuyển sang mạng Arbitrum lại này. Đó. Thì trên mạng lưới Arbitrum các bạn có thể là, nếu mà các bạn đang có ETH sẵn ở trên mạng lưới Arbitrum thì ở trên thì các bạn chọn cho mình đó là ETH luôn nha. Đấy, chọn là ETH, còn ở dưới các bạn có thể là swap sang ARB hay là những cái đồng gì đó. Đó, các bạn có thể là swap sang ARB hay là USDC gì đó, tùy các bạn thôi nha. Các bạn muốn swap token nào cũng được. Đấy, ví dụ mình sẽ swap sang ARB đi, còn là số lượng bao nhiêu cũng được nha. Đấy, rồi các bạn nhấn vào chữ swap thôi. Đấy, các bạn swap xong thì sau đó các bạn có thể là swap ngược lại nhé, swap về lại ETH lại, tùy các bạn thôi. Đấy, thì chỉ cần swap xong là các bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Đó, các bạn quay trở lại nhiệm vụ, các bạn nhấn vào chữ verify này. Đó, tiếp theo đó là MinKube nha. Tiếp theo đó là MinKube. Bị lỗi như thế này thì các bạn chỉ cần log lại web rồi các bạn min thôi. Đó, như vậy là xong. Tiếp theo đó thì các bạn có thể là lựa chọn những cái nhiệm vụ tiếp theo, chẳng hạn như là những food file thì về bằng food file thì các bạn bỏ qua nha. Đối với cái nền tảng Kobe của food file này thì các bạn cần phải deposit, tuy nhiên thì cái nền tảng này nó lấy phí khá là cao. Cho nên là khi mà các bạn deposit vào á, cái nền tảng này á, và các bạn rút qua lại á, thì là phí 1 USDC nha. Cho nên là các bạn có thể là bỏ qua. Đấy, các bạn có thể là lựa chọn thêm những cái nhiệm vụ như là nhiệm vụ Kobe của nền tảng ở đây CBChat. Nhiệm vụ CBChat này này, Kobe CBChat. Hoặc là những cái nhiệm vụ như là Kobe của Bungie nha. Bungie là một cái cây cầu nối Bright, thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là Bright to up này, Bright từ mạng lưới Arbitrum hoặc là Polygon hoặc là mạng Base hoặc là Zcash hoặc là Lini đến mạng lưới Optimism nha. Đó, thì nó có yêu cầu cho các bạn luôn này. Thì để Bright thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là Open Bungie thôi, nó sẽ dẫn các bạn đến trang cầu cây cầu nối Bungie. Đó, đó, thì ở trên cây cầu nối Bungie này thì các bạn có thể là đi tiến hành ấy thôi. Đó, đi Bright từ mạng lưới Arbitrum này, hoặc là mạng lưới Lini, hoặc là Zcash, hoặc là Polygon, Matic. Đấy, sang mạng lưới Optimism đó. Thì các bạn Bright khoảng là 15 đô rồi đó nha. 5 đô là 10 đô gì đó. Sau khi bạn thực hiện Bright xong thì các bạn quay trở lại đây, các bạn verify thôi. Rồi các bạn min cái Kobe này. Còn đối với là Bankake Swap, đối với cái phần Bankake Swap này thì nó cũng yêu cầu là các bạn đó là Bright.
Ở phần này thì đối với cái nhiệm vụ là Bright to Supporter Chain này thì các bạn không cần làm đâu nha. Thì nhiệm vụ này các bạn chỉ cần nhấn vào chữ Continue thôi, chủ yếu là trên ví của các bạn đang có nắm giữ BNB là được đó. Cái đồng BNB là được đó. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là sử dụng là PancakeSwap. Các bạn swap một lệnh bất kỳ trên mạng Arbitrum hoặc là mạng lưới BNB Chain hoặc là mạng lưới Linh hoặc là mạng lưới Jekaxin đó. Đó. Rồi các bạn swap xong ở trên thì trên bên cái kia swap xong đó, thì các bạn chỉ cần nhấn vào verify rồi các bạn min Kube thôi. Thì tương tự như là Uniswap nha, thì các bạn nhấn vào Uniswap thì đối với Uniswap thì nó sẽ yêu cầu các bạn là swap một lệnh bất kỳ trên mạng lưới 3C thông qua cái sàn DEX đó là Uniswap. Đó, các bạn chỉ cần nhấn vào chữ Open Uniswap thôi thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang Uniswap. Cái sàn DEX của Uniswap mạng 3C nha. Rồi các bạn connect với MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới 3C, các bạn swap một lệnh bất kỳ thôi. Đó. Rồi các bạn quay trở lại đây các bạn verify, rồi các bạn min Kobe thôi. Ok, còn đối với nó có một cái nhiệm vụ đó là JCB này, Internal Kobe Connect Petition này này, CB chat này này. Thì đối với cái nhiệm vụ này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là trên ví của các bạn phải hold phải có trên đó là 0,001 BNB nhá, BNB chain đấy, mạng lưới BSC đó. Đây, BNB chain đây, BSC. Rồi phải có trên là 0,001 nha. Thì 0,001 của đó như là 1-2 đô rồi đó thôi. Nếu mà các bạn có rồi thì bạn chỉ cần nhấn vào chữ verify thôi. Đó là xong. Thì qua cái task tiếp theo đó là nó yêu cầu các bạn là các bạn từ trước đến nay nha, từ trước đến nay các bạn phải min trên là 20 NFT Kobe, có nghĩa là tương đương với lại là 20 nhiệm vụ đấy. 20 Kobe khác nhau nha. Thì ở đây các bạn còn thiếu bao nhiêu nè? Ở đây các bạn cái task này sau khi các bạn nhấn vào xong á, các bạn còn thiếu bao nhiêu á thì nó sẽ hiển thị ở đây. Ví dụ hiện tại mình còn thiếu đó là 11 Kobe. Đó. Cho nên là mình cần phải làm thêm min những cái đi tìm những cái nhiệm vụ Kobe để mình làm để mình min cho đủ 11, thêm cái 11 nữa nha. Thì về Kobe thì hình như là có hai task các bạn ạ. Cái task là campaign này với lại là Star Collection này nè. Đấy, Star Collection này cũng có này. Lắc rồi. Đó, thì những cái nhiệm vụ này các bạn nó yêu cầu các bạn đó là sử dụng đó là swap này, layer 3 swap này. Đó các bạn swap thôi. Swap trên mạng lưới Arbitrum này. Yêu cầu các bạn là swap một lệnh bất kỳ này. Số lượng bao nhiêu cũng được nha. Trên mạng lưới Arbitrum thông qua là layer 3 swap, thì trên nền tảng layer 3 swap này nó có một tray này này. Đó. Thì trên đây các bạn chỉ cần là chọn mạng lưới thôi, chọn chain này, chain có nghĩa là mạng lưới, các bạn chọn mạng lưới Arbitrum. Đó, rồi các bạn swap một ít ETH. Nếu mà các bạn đang có ETH sẵn thì các bạn swap ETH sang cái đồng USDT hay là USDT gì đó, USDC gì đó nhé. Một lệnh bất kỳ thôi. Sau đó thì các bạn quay trở lại các bạn verify là được. À. Mình chưa swap mà nó query cho mình luôn rồi nè. Đó, sau đó thì các bạn min thôi nha. Tiếp theo đó thì những cái NFT như là những cái bên mạng lưới Polygon, mạng lưới Optimism, mạng lưới Epsilon hay là mạng lưới Celo thì các bạn nhấn vào các bạn kiểm tra thôi. Cái nào dễ, những cái nhiệm vụ nào mà chúng ta dễ các bạn đang có tiền sẵn thì các bạn min thôi. Đây. Thì về phần kiểm Kobe, kiểm tra cái NFT Kobe mà các bạn đã làm từ trước đến nay thì các bạn có thể là vào cái phần reward này. Các bạn chọn unwrap 2. Thì unwrap 2 thì mình vừa mới min 4 cái thôi. Còn tổng lại unwrap 1 thì các bạn có thể là kiểm tra nhé. Đấy, 7. Đó, khi nào mà các bạn min đủ 20 Kobe thì các bạn có thể là quay trở lại cái task CB chat này nè. Hiện tại mình còn thiếu 11 cái này. À, mình sorry các bạn. Thì nó hiển thị số lượng 11 nha.
Ở đây thì nó yêu cầu cái task là minter 20 qubit này. Thì có nghĩa là khi mà nó hiển thị ra số 11 như thế này, có nghĩa là các bạn chỉ mới là hoàn thành, chỉ cái quý của các bạn đang có là 11 qubit thôi, nạp qubit thôi. Như vậy là các bạn còn thiếu, như mình đây là còn thiếu là 9 cái nữa, chứ không phải là 11 nha. Hiện tại là mình đang có 11 rồi. Đó, tổng qubit của mình đang có là 11 rồi. Còn bây giờ mình chỉ còn là thiếu là 9 cái qubit thôi. Đó là được. Đó, các bạn cứ làm rồi các bạn min thôi, kiếm điểm XP thôi. Ngoài ra thì nó cũng có một số nhiệm vụ free các bạn à. Các bạn có thể là kiếm thêm XP. Những cái nhiệm vụ nào dưới đây nó có những cái mạng lưới khác nhau này, PC rồi Arbitrum với Casino này. Tìm những cái nhiệm vụ nào dễ rồi anh em làm thôi để kiếm thêm điểm XP. À, ngoài ra thì nó có các bạn có thể là chọn vào mục reward nha. Ở trong mục reward này thì các bạn chọn qua cái cho mình cái dòng đó là Trophy Rod nha. Trophy Rod này, khi mà các bạn làm nhiệm vụ xong á thì nó sẽ có cái những nhiệm vụ là X2B. X2 cái điểm XP lên, boost á, boost trong 24 giờ á, thì nó sẽ hiện ra active như thế này, các bạn nhấn vào chữ active nha. Đó. Thì trong 24 giờ mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ á, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ được là X2 cái điểm XP của các bạn lên nhé. Đó. Còn trade này thì các bạn phải trade trade trong vòng 24 giờ thì sẽ được active lên cho các bạn thôi. Ok thì đó là về việc cái phần unwrap session 2 của các bạn nha. À, hoặc là nếu mà các bạn muốn kiểm tra là từ trước đến nay các bạn min được bao nhiêu qubit á, thì các bạn có thể là vào profile của các bạn này nhé. Các bạn sẽ thấy ở ở cái mục qubit nó hiển thị số lượng bao nhiêu thì là các bạn đang có bao nhiêu qubit thôi nhé. Như mình là đang có 11 này. Ok thì đó là session 2, cho bạn nào muốn tham gia nữa thì các bạn tham gia nha. Về session 2 thì mình không rõ là tổng nó phân bổ bao nhiêu. Thì session 1 thì 15 triệu token nó sẽ phân bổ cho session 1, còn session 2 thì chưa rõ, chưa có thông tin. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn đó là Minkubi với lại là Clam XP trên cái nền tảng Layer 3 để tham gia vào cái unwrap session 2. Thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.